Xin chào tất cả mọi người, mình là Ellie. Mình là Mirai. Và chúng mình đến từ Ohio. Vậy thì năm học mới thì cũng sắp bắt đầu rồi. Học sinh, sinh viên thì cũng đều đang chuẩn bị cho cái năm học mới. Nói chung là mình nghĩ là ai rồi cũng sẽ trải qua những cái kỷ niệm mà đáng nhớ trong thời học sinh, sinh viên. Em, dạ. Cái thời học sinh của em á, em có thể miêu tả một số những cái chi tiết nào mà em thấy đáng nhớ ở trong thời học sinh của em? Thì đi học thì cũng có rất là nhiều chuyện vui, chuyện buồn trải qua. Thì vẫn có những cái rất là đặc biệt mà mình ghi nhớ. Mà mọi người nhìn thử xem là mình có phải là một gương mẫu không? Thế là nhìn thế này là biết đến nào gương mẫu, đến nào không rồi đó. Thì em là cái dạng mà kiểu có thể là gương mẫu nhưng mà có một xíu quậy nhầm á, mà thầy cô không biết. Cho dù mà các bạn có mét á thì thầy cô cũng không có tin. Cái kiểu này mới là cái kiểu nguy hiểm nha mọi người. Chứ cái kiểu mà nghịch ra mặt rồi thì không nói nha, nhưng mà nghịch kiểu này là nghịch ngầm này. Nghịch kiểu này là nghịch rất đáng sợ mọi người. Kiểu như là để cho thầy cô quá tin tưởng vào mình rồi. Và mình cũng sẽ không biết được là nếu mà mình ví dụ, mà nhất là ví dụ những người như ví dụ như chị chẳng hạn, nhìn thì hơi có vẻ là không gương mẫu, không có cái chăm ngoan gì trong học hành hết, không thích học hành gì hết, mà nói thì dĩ nhiên không ai tin. Chỉ tin đứa bên cạnh mình. Mình luôn làm những cái ấn tượng tốt đẹp nhất khi mà lần đầu tiên gặp mặt thầy cô hay là bạn bè. Thì mình thân lắm luôn rồi, mình biết kiểu mà như theo mấy bạn mà kiểu nhịp tí thôi chứ cũng không có dám quậy gì nhiều đâu. Mình học đẹp trên hết mà. Ta nói chơi còn phải suy nghĩ xem là như nào. Chơi không chơi cũng phải suy nghĩ nữa, thế nào người vui vui mà tốt quá thì mình chơi. Xấu quá mình không dám chơi. Thế mà ý là thời học sinh của em á, em chuyện vui thế thì chuyện buồn có? Chuyện buồn ví dụ chuyện buồn nổi bật, chuyện buồn nổi bật nhau rồi. Chuyện buồn nổi bật hả? Chuyện buồn nổi bật mà kiểu mà mấy bạn học sinh giỏi mà nói ra là mấy bạn học sinh kiểu bình thường á, để rất là tức. Biết liền luôn là cái kiểu mà hôm nay mình không, tại vì mình thích cái môn đó, mình học được cái môn đó, nhưng mà cái ngày hôm đó mình kiểm tra cái điểm nó rất là thấp, mà kiểu rất là thấp của mình thì tầm khoảng 7-8 điểm á. Nhưng mà các bạn học sinh kiểu trung bình khá khá một tí hay chửi vô mặt mình kiểu thôi mày xảo mày ơi, kiểu mà ôi mấy đứa này nó chẳng kiểu gì 7-8 điểm mà nó còn thay. Nhưng mà tại vì cái môn đó mình thích mà mình học làm không được mình tức thiệt. Ngoài kia nha, chị cũng gặp nhiều trường hợp lắm bạn. Chị chết rồi, hôm nay tao chỉ được 9 điểm. Giờ chị Hà lại kiểu mà hay chửi em á. Trời ơi, hôm nay tao chỉ được 9 điểm, chết rồi, tao chỉ được 9 điểm. Ố, rồi mình sao? Trời ơi, tao nói chỉ kiểm tra lý. Nói chung là mình không học giỏi bất kỳ một cái môn nào hết. Mà môn nào mình cũng kiểu như là nếu mà thầy cô thương thì thôi, thì cho điểm 5 gì đấy. Chứ còn nhất là môn vật lý, môn hóa, môn toán, à đâu, không, môn hóa thì mình thấy không thương nghe. Nhưng mà ý là môn lý, trời tao nói chứ, môn lý, môn toán tao đấy. Mỗi lần mà nghe trong nó khoe là, ơi hôm nay tao chỉ được 9. Xong nhiều lúc bài thi nó còn chiếm 9,5 với 9,75. Mà kêu là ê bây giờ tao chỉ được 9,75 thôi. Trời ơi tao nói chứ muốn điên luôn. Trời ơi sao tự nhiên nói gì mà nói kiểu nói lé lé mình ra. Đi chỗ khác nói đi. Trời ơi đứng trước mặt một đứa học mà kiểu điểm thấp. Nó hơi thấp rồi em, hơi thấp rồi. Hơi thấp. Mà nói rõ to luôn, tuyên bố rõ to luôn, tao mới chỉ được 9,75. Em thấy là trong cái lớp nào cũng sẽ có hai phe như vậy á. Thế nào trong cái lớp cũng có một bạn là lúc nào cũng kiểu than rồi sao mình có 8-9 điểm, còn bên kia là rất là khó chịu. Với lại trong lớp hay có cái kiểu đi so điểm với nhau á, mấy bạn học giỏi hay so điểm với nhau. Em là cũng là một trong những thành phần rảnh giỏi đó. Tao nói chứ vì chị quá nhiều lần chị nghe những cái từ đấy rồi nên là dần dần thì em biết chị như nào. Dạ. Coi như nếu nghe thế thì mình chưa nghe gì hết. Kiểu như giả điếc luôn á. Tại vì kiểu như mình nghe nhiều rồi, mình bực nhiều rồi. Nên đến lúc mà kiểu không còn cái gì để tả được cái bực nữa thì im luôn. Không nói gì nữa. Mỗi lần mà nói qua, im lặng. Thôi kệ, cho nó qua đi. Và nói chung là hồi đi học á, thì được một cái là chị tuy là chẳng môn gì học giỏi cả. Thế nhưng mà được thầy cô nâng đỡ chỉ là vì làm cán bộ lớp thôi. Mà cô chủ nhiệm chị cũng tuyên bố chị là 30 năm đi học, dạy học chưa thấy một cán bộ lớp nào mà đứng nhất từ cuối lên. Nhưng mà cán bộ lớp là những người mà có tâm rồi nhiệt tình rồi kia, cũng không nhất thiết phải học giỏi đâu. Tại vì nhiệt tình sao, nhiệt tình mỗi cái hoạt động văn thể đâu hết. Văn thể mỹ. Ngoài cái đấy ra là không có chăm cái gì hết. Mà nhưng mà được một cái là ngày mà chị đi học á là cô dạy hóa. Thì chị cảm giác là nếu mà thầy cô nào mà cũng như thế thì những bạn mà học kém á, học
kiểu như cũng chưa chắc là kém đâu, cũng có thể là một lý, vì một lý do nào đấy mà kiểu không có thích học lắm á. Thì rất là vui bởi vì cô học dạy hóa gì á, trời ta nói chứ cô cũng nói là thì những cái môn khác đã khó khăn với em rồi thì thôi, thì môn này thì cô cũng làm đại khái để cho qua thôi á. Thì chị cảm thấy kiểu lúc đầu thì thấy cô nói thế không hiểu là cô cho qua kiểu gì, thế xong rồi một thời gian thì cô kêu là ví dụ kiểm tra miệng á là phải lên bảng á, nhưng mà cô nếu mà cô gọi chị lên á là cô chỉ cần chị chép, có nghĩa là cái hôm đấy ghi bài á là chỉ cần ghi đủ thôi. Và cô chấm điểm miệng cho chị liền. Nhưng mà chị có ghi đủ không? Chị đủ em, trời ơi ghi nó nót luôn. Trời ơi ta nói chứ, cô bảo chỉ cần ghi đủ thôi. Là từ điểm miệng này, điểm 15 phút, điểm 1 tiết cô cho hết luôn. Trời chỉ cần ơi, ghi đủ thôi. Cô bảo là tại vì không phải ai cũng học giỏi, không phải ai sinh ra cũng là để học, nên là sau này bây giờ cô nâng đỡ cho em thôi, chứ chắc gì sau này em học giỏi. Ví dụ đi, có những bạn học giỏi môn này đi, nhưng mà sau này chưa chắc bạn đã theo những cái nghề mà nó có liên quan đến nó. Thế nên là cô cũng kiểu sao ta, kiểu nương á. Xong thi em biết đâu, trời ơi cô có tâm lắm luôn em. Thi mà còn sao ta, lén thấy đề hỏi đi vào phòng thi, chị hỏi chị đề gì, đề mấy, xong có pha một cái đưa vào cho chị liền luôn. Trời ơi ta nói chứ, mình không hề học môn hóa mọi người, mà điểm hóa của mình, điểm cuối năm của chị á, điểm hóa của chị là hơn 8 phẩy luôn. Mình không nói tên mà em. Mình không nói tên đâu, mình chưa nói trường. Nhưng đó người ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng nói chung là rất cảm ơn cô dạy hóa, bởi vì 3 năm học hóa ở trường cấp 3 là không bao giờ phải lo ấy. Rồi ta nói chứ cô như thiên thần vậy. Đúng rồi. Lúc nào cũng có những cái thầy cô mà tâm lý, mà hiểu học sinh. Kiểu người ta không có bắt ép mình phải học giỏi cái môn của người ta dạy. Mà chỉ cần là mình kiểu như là mình chăm chịu đó. Học thôi, mình có cố gắng là thì cô cũng kêu là thôi em chép xong bài là được, đầy đủ là được rồi, là cô cho điểm liền luôn. Nên là điểm hóa của mình ta nói chứ không học luôn nha mọi người. Trời ơi sao mình ghét mấy môn vậy, bất công quá. Mình học dữ lắm luôn mình mới được 8 phẩy. Vậy là không được rồi. Không thì mấy bạn học sinh không nên học theo cách này. Không, chị đang nói là nếu mà có những thầy cô như này thì những bạn mà học có kém một xíu thì cũng an tâm, ý là vậy thôi, chứ còn chị đâu khuyến khích là mọi người học theo cách chị đâu. Tại trước rồi chị đâu, nói thẳng luôn là từ lúc lên cấp 3 rồi sao lười học kinh khủng, không phải học dốt đâu nha, bị lười á. Từ cái cấp 1 nè cấp 2 nè là mọi người vẫn rất đang siêng năng và đang giỏi, khá giỏi. Không nha. Tới lên cấp 3 là sẽ có những người là tụ xuống sinh khá, xong cái năm sau lại xuống trung bình mình. Đó. Chưa hiểu là mày. Không, hồi đó em cũng vậy nè, em học 9 năm học sinh giỏi, xong cái em lên lớp 10 em bị khống chế môn văn. Là em tụ xuống sinh khá nhưng mà em là được 8 phẩy tổng điểm á, nhưng mà em bị khống chế môn văn. Cái em tức lắm nha. Nhưng mà thôi, giờ mình tức thì cũng đâu làm được gì, tại mình học văn dở thiệt. Thì đa số là những cái bạn mà học đa số không thiểu số tại vì cô không phải là ai cũng như vậy, là từ cấp 1 là cấp 2 nè thì vẫn rất là đang siêng năng, học cũng khá giỏi đi. Nhưng mà tới cấp 3, điển hình như em tới cấp 3 tự nhiên mình đang học chính học sinh giỏi, cái lên lớp 10 mình bị học sinh khá, mình bị kiểu mà hoang mang tột cùng á, tại sao mình lại như vậy luôn á, mà mình vẫn học bình thường nha, mình học giống như cái cách mà hồi xưa mình đi học vậy đó. Cái mình bị khống chế môn văn mà mình đủ điểm là 8 phẩy tất cả các môn. Cái mình khống chế môn văn mà mình buồn, mà mình khó chịu, mà mình cứ sao mà lại bị khống chế, mình vẫn học bình thường như hồi đó giờ vậy đó. Nhưng mà thật ra mình viết văn rất là tệ. Tại vì mình viết rất là dài, nhưng mà lan man. Nên là có dài cỡ nào đi nữa thì nó cũng có nhiều đó, điểm mà 4-5 điểm luôn. Không chớ hoàn toàn luôn á, không có thiếu phẩy, hay thiếu 1-2 phẩy gì đâu. Bây giờ mới biết là nếu mà đang giỏi mà xuống khá một cái bị suy sụp á. Thế nhưng mà em, chị đang giỏi xuống khá không xuống trung bình luôn thì sao em? Thì sao? Là lớp mấy chị đang giỏi? Không, chị học hết cấp 1 này. Chị nha, một cái gọi là một cái chiều hướng gọi là giảm dần rất là êm nha. Trời, ta nói như bậc thang vậy. Cấp 1 giỏi, cấp 2 khá, cấp 3 trung bình luôn. Vậy là theo cấp. Vậy là có những người chia theo từng cấp. Nhưng mà có mấy bạn học giỏi lắm, học giỏi từ lớp 1 tới lớp 12 luôn, là tốt nghiệp là giỏi luôn. Trời, em không biết đâu. Mà hiếm lắm. Sao mà chị cứ học năm cấp 1, cấp 2 nha,
là chị học chung lớp với cả chị, mà chị được toàn vào lớp chọn em đó, mà vào lớp chọn này em biết rồi đó, trời ơi toàn lớp giỏi thôi, cái gì mà học lại, không? Lại còn cái gì toàn học sinh giỏi quốc gia nữa, giỏi nhất quốc gia toán nữa, trời ôi trời ơi, mỗi lần mà ví dụ ba mẹ chị mà đi họp phụ huynh về nhá, đó thế con người ta chưa, lại một câu chuyện con nhà người ta nha. Ai cũng gặp phải thời điểm đấy, học sinh ai cũng sẽ gặp phải cái câu chuyện mà con nhà người ta bất kỳ, kể cả nha, chưa nói anh Đạo là mình học dốt học kém nha, những cái người mà chỉ gọi là học không có bằng cái người học giỏi nhất thôi, ý là mình đứng thứ nhì thôi mà mình vẫn còn bị so nữa, chứ không nói chi là những người học dốt học kém thì thôi khỏi nói đi, mà cũng có những người học dốt học kém là ba mẹ cũng kệ luôn, đấy khỏi so bì gì hết, tại vì biết là nhưng mà chị lại có một cái này, có một năm mà chị kiểu như là sau khi mà học mà cấp 3 xong á, là chị lên đại học á, thì ba mẹ chị cứ kiểu ngày đấy là vẫn còn so nha, ý là đó mình có thấy nó chưa, nó học như thế bây giờ nó thi vào kinh tế quốc dân á, mày chắc chắn là nó đỗ luôn. Thế cái đợt báo điểm cái luôn. Đó, mày thấy chưa? Thừa điểm rồi kìa. Đậu luôn rồi. Thế chị bảo là bây giờ con hỏi mẹ nha. Dĩ nhiên là con thi vào trường đấy, con không thi được. Thế nhưng mà nếu bây giờ đổi lại cho nó thi trường con thì nó thi đỗ. Đó, không, hoàn toàn không, sẽ không bao giờ. Thế từ lần đấy ba mẹ chị đâu nói gì được gì nữa đâu. Thì cái đúng mà, mỗi người, có nghĩa là nếu mà ba mẹ nào mà hiểu á thì sẽ biết được là con mình nó có cái này giỏi, cái kia, còn cái kia nó lại không giỏi. Thì ví dụ như người khác tự nhiên bây giờ người ta đang học trường văn hóa xong kêu người ta trường nghệ thuật, tại sao người ta thi kiểu gì, dĩ nhiên là không thi được rồi. Đó, còn nói chung là kiểu về cái việc mà so con nhà người ta thì thật ra đến ở cái tầm tuổi của chị thì chị cũng khuyên mọi người là kiểu đừng quá để tâm á, chỉ trừ đúng là cũng có những cái gia đình mà kiểu như là sẽ nó giỏi khắc nghiệt cái đoạn mà so mà lại còn khắc nghiệt nữa cơ, so mà kiểu kìm hãm con mình nhá, không mà để cho mình mà cái thời cấp 3 nha, là cái thời mà kiểu như là đang là cái tuổi trẻ nó bồng bột nhiều thứ á, mà mình kiểu mình hay bị áp lực á, thế nên là mong là tất cả mọi người khi mà đã trải qua cái cấp 3 rồi thì cũng sẽ hiểu như mình là cũng đừng nên quá suy nghĩ gì cái việc mà bị so này kia, bởi vì mình hãy thay vì mà mình nghĩ, mình hãy chứng minh là mình làm cái này tốt, còn cái kia không tốt, nhưng mà cái này mình lại làm tốt. Thế hồi cấp 3, thế bây giờ nói ra ngoài lề nữa, cấp 3 thì có nhiều cái đáng nói lắm, cấp 2 chứ, nhiều người từ cấp 2 cơ. Biết chuyện gì không? Vui lắm. Biết chuyện gì không? Gì? Tuổi học trò mọi người. Học trò. Ice. Nào, tình yêu tuổi học trò. Cô gái đã được ai tán và đã tán ai chưa cô gái? Nhưng mà chị hỏi vậy thôi chứ chị cũng biết được là lần trước em cũng đã chia sẻ là nguyên cái lớp em cũng yêu hết rồi. Từ từ. Hello mọi người, mình là Đông. Đông Ohio. Rồi, tới chủ đề đi mọi người. Thì đợi xíu nữa đi thì mình sẽ kể ra câu chuyện tình yêu học trò của mình. Còn giờ thì hỏi Đông đi. Của em, câu chuyện học trò của em. Tại vì nhỏ nhất nè, không biết là cái rồi. Tư tưởng tâm lý tình yêu của Đông đi học như thế nào. Gần nhất với những cái bạn. Trước tiên là nói về việc học tập đi ha. Thì lớp 10, lớp 11 thì rất là chăm chỉ. Lúc nào cũng học bài ngoan ngoãn các kiểu, kêu lúc nào cũng học bài, lúc còn giơ tay lên trả bài cơ. Lên tới 12 là bắt đầu ngủ. Ngủ dài tập luôn, ngủ dài tập. Cái môn nào thích thì học, còn cái môn nào không thích là ngủ. Xong rồi còn đi trốn xuống y tế đi ngủ nữa. Nhưng mà được cái là mấy hôm sau thì kêu trả bài vẫn thua, vẫn chép bài đàng hoàng. Còn câu chuyện... có cái cốt học giỏi luôn. Đúng rồi. Vẫn chăm học. Còn câu chuyện tình yêu thì hồi năm lớp 10 thì mê mấy anh khóa trên. Tại mấy anh khóa trên đẹp trai lắm, mê trai. Xong rồi mấy anh đi rồi thì một năm 11 trôi qua không có gì đặc biệt. Tới hết năm 11 thì vô tình gặp được một cái bạn nam khác trường. Sau đó là cũng bị chụp hại. Bạn nam nó tán, bạn nam nó tán, đứng qua tán lại thì dính xong rồi đi học dễ dính. Nói chung là hai đứa quen nhau kiểu trong sáng dễ thương lắm. Chờ nhau đi học về xong rồi đi giải bài tập chung, rồi đi học chung rồi nhiều thứ. Xong rồi nói chung là lúc đó là ở thời điểm đó là ai cũng ngưỡng mộ cái cặp đôi tụi em hết á. Xong rồi quen cũng được hơn 2 năm, được tầm 2 năm rưỡi thì bắt đầu đứt. Thế là bây giờ đang cô đơn. Tình yêu tuổi học trò mà 2 năm tới 2 năm rưỡi là nhiều. Nhiều quá. Nói chung là thời đi học của em nó cũng không có gì thú vị cho lắm. Chỉ có mấy cái hoạt động trường lớp là vui thôi. Cho nét nhạc buồn ở đây. Trời ơi, ta nói chứ
Nói chung là câu chuyện của em thì học cấp 3 cũng không có gì đáng để nói đâu. Mở kể hết rồi. Không, nó cũng kể ngắn gọn chứ em. Mở kể ngắn thiệt. Ngắn gọn tích tích luôn á. Tại vì thật sự là nó chỉ có vậy thôi, không có cái gì thú vị hết á. Ngoài đi làm, đi học, chơi bạn bè với lại câu chuyện đó là hết rồi. Rồi nói thế này ai muốn học nữa. Trời ơi, đi học tám phèo. Không, phải đi học chứ mọi người. Học sinh là cái thời vui nhất, không có thể nào mà thiếu được hết trơn á. Không, tuy là em ạ, chị nói vậy thôi chứ đứa nào mà không đi học cấp 3 không có bằng cấp 3 đâu. Cả một vấn đề đấy. Nhưng mà nói chung là em cảm thấy là không bằng tất tuy là cơ. cái câu chuyện cấp 3 của em nó cứ đềm đềm vậy, nhưng mà em thấy nghĩ lại thì thấy nó dễ thương, nó vui mà. Nói chung là ai thì cũng sẽ có một cái thời học sinh mà có người ví dụ như là người thì nhẹ nhàng kiểu trải qua ngày tháng bình yên thôi, không có gì cả. Người thì sẽ xô bồ về chuyện học hành nhá. Chuyện học hành thì kiểu như là sẽ có người là học giỏi, người học không có được giỏi lắm. Thế nhưng mà rồi thì nói chung là nó cũng sẽ là một cái kỷ niệm mà để sau này mình nhớ lại á. Là ở cái đấy mình làm không tốt nhưng mà hiện tại mình làm cái này tốt. Nó sẽ là những cái mà để mình nhắc lại được là mình trước kia mình đã thế nào chứ. Ta nói chứ rồi nghịch ngầm, rồi nghịch những cái gì? Hỏi tiếp. Nghịch ngầm. Ừ. Đấy rồi, nghịch ngầm là nghịch những cái gì? Ừ, kể những nghịch ngầm thế này. Em thì cũng không biết cái đó phải là nghịch ngầm hay không mà. Em kể đi, cho em lời giải đáp. Mà chỉ là nói chung là hồi đó em đi học á rất là nói chung là ngoan với thầy cô lắm luôn, nhưng mà có những cái trò giống hồi lớp năm á có một cái trò mà bên kế bên trường học là có một cái đền thờ liệt sĩ mà ở bên đó người ta không có cho qua quậy á, hiểu không, nhưng mà cái lớp em rất thích mình đã quậy cái có một lần này chơi bóng nước á dẫn qua đó chơi cái mình cũng đi theo mình chơi cái nói chung là chơi cho đã rồi mới vô học xong bị cô phát hiện. Cô phát hiện cô hỏi là nãy bạn nào đi qua bên đó chơi là đứng lên, mà đặc biệt là cô đó quýnh rất là đau, có cái cây thước bảng đánh vào tay á, đánh một cái là cái tay sủi xuống luôn nè. Mà mình thì mình nhỏ xíu mà mình sợ tiếng là im re vậy nè, im re mà không dám lên tiếng, không kiểu như tưởng tượng như là mình không có đi vậy đó. Cái đó là hơi hèn luôn á, rất hèn không phải hơi mà rất xong. Nhưng mà cái lớp mình nó rất là đoàn kết, rất yêu thương mình hay sao á, tại lúc đó là mấy bạn nam đứng lên hết luôn, là kêu là mấy bạn nữ đừng có đứng lên, không là mấy bạn nữ là không ai đứng hết á, là nguyên cái đám bạn nam đứng lên là đi chịu phạt thay, nên là cô đâu biết mình quậy đâu. còn em thì cái trò mà cái sợi thun xong rồi dắp cái tờ giấy rồi mà bắn sao bánh gì đó chùm chơi cái trò đó luôn. Xong rồi mà mình đó, em hồi trước cũng, đi học cũng sắp hồi trước đi học còn kiểu làm lớp trưởng, còn kiểu làm lớp trưởng thế, chứ mà chơi cái trò đó, xong mỗi lần thầy cô vô hỏi đứa nào đứng lên là mình bắt đầu mình kiểu mình cũng hèn lắm mọi người. Rồi im đi nè, mà lớp của em thì nó không có đoàn kết, nó chơi nó khai ra hết luôn. Xong rồi vậy là thôi rồi cô ơi, rồi xong mọi người hiểu kết quả như thế nào rồi. Tao nói chứ tưởng là nó êm đềm, nó cho mọi thứ nó trôi qua dễ dàng, nhưng mà không, cũng nghịch đấy chứ mọi người. Cũng phải nghĩ ra những cái trò. Chị còn có cái trò mà 20-11 ấy, là ở ngoài kia hay tặng quà, tặng hoa các cô á, thì cũng có những người mà nhét cái phong bì vô đấy cho tiền. Nói chung là ở đâu nó cũng sẽ có là. Nhưng mà chị thì kiểu chị đã từng làm trò này 3 năm với một cô, mà cô rất tức luôn. Cái lần đầu tiên mà chị làm cái động tác đấy là năm lớp 10. Mà hôm ấy là mà bông hoa cũng không phải mua luôn, em chấn của người ta đó. Rồi ta nói nghiên cứu, tớ nghiên cứu. Lấy người ta xong rồi là cũng đi xin luôn phong bì. Xong rồi đi xem ở lớp xem đứa nào có tờ 500 đồng á. Bắt đầu tờ 500 đồng nhét vô đấy. Xong ghi chữ Đoàn Thu Hà. Dám ghi tên luôn. 10A1 ghi đó, ghi rõ ràng rành mạch. Đến ngày hôm sau thì kiểm tra bài cũ luyện luôn em. Trời ơi, dĩ nhiên là thầy cô nào mà tí thấy không bì thì cũng sẽ nghĩ nhưng có nhiều tiền. Ai dè đâu dở ra mình tờ 500 đồng. Ôi ta nói chứ ngày hôm sau chị ngày hôm sau chị kiểm tra bài cũ luôn em. Cũng là 500 nhưng mà là 500 đồng. Thôi thì đó 500 còn gì nữa. Chỉ là khác mấy con số không thôi. Ta nói chứ đến ngày hôm sau y rằng chị kiểu trong đầu chị đã nghĩ là thôi chết rồi, ngày hôm sau là chắc chắn mình sẽ phải kiểm tra bài cũ rồi. Ủa chơi vậy là biết thế nào cũng bị. Thế nhưng mà chơi. Nhưng mà em à, có một điều là dù có lên bảng, dù có thế nào đi chăng nữa, dù là không phải cái ngày đấy mà lên bảng cũng chẳng bao giờ chị thuộc bài. Có sao đâu, chỉ lại được ngồi sổ đầu bài thôi. Đó ta nói chứ. Sao kiểu là có chơi hay không thì mình cũng bị chơi thôi, thì mình chơi cho nó vui. Chơi vui. Thật sự là mọi người cũng đừng học mình nha, tại ngày mình hơi chậu tí. Đi học đó, lúc nào cũng suy nghĩ về những cái trò để phá thầy cô. Đúng rồi.
Nhưng mà tới hồi học xong là buồn lắm nha. Cái hồi đấy thì lại hồi đấy cảm giác nó rất là thích nha, trêu thế khoái chứ trời. Xong đến giờ nghĩ lại trời cũng hơi trời. Xong tự nhiên ngày ấy mình lại làm thế. Hơi đâu nhiều lắm luôn, nó trỏng nhiều lắm. Bây giờ nhớ lại thì cấp 3 của em nó cũng có một số điều đặc biệt. Đó là đi học trễ, đi học muộn tại nhà xa trường á. Không đi học trễ cũng nhiều người. Đi học lộ xong cái chỉ có hai lựa chọn, một là chui rào hoặc leo rào, hai là đi cổng chính đường chính. Chính vô. Nhưng mà thầy giám thị trường em á là có tiếng luôn, ai cũng sợ trơn á, mà năm lớp 12 là thầy chủ nhiệm cũng khó luôn, có tiếng luôn. Xong rồi suy nghĩ chết rồi. Vừa cất cái xe, vừa gửi cái xe xong rồi chống nắm, suy nghĩ chết rồi. Giờ đi đường nào ta? Giờ đường chính hay là chui lỗ chó ta? Thì hồi đó cái hàng rào trường em á, nó bị hở một cái thanh sắt á, thì lúc đó còn ốm, thời đó còn ốm, chui vừa, xong rồi mấy lần bị chui, xong cái có người thấy nhưng mà không biết là ai, tại vì em chụp cái mắt gì này ninja vậy đó, chui được mấy lần xong chỗ bị hàng lại, không thể nào mà được. Xong rồi giờ chỉ có một cái là đường chính thôi, đi vô. Chứ bao vậy bác ơi, hôm nay cho con đi vô nha bác. Cái bao vậy cũng dễ thương, tại vì mình cũng kiểu lâu mới đi thôi chứ không phải là lâu nào cũng quen mặt. Đúng rồi, xong cái bác vậy cũng đi con, nhưng mà cái kiểu mà vừa đi được nữa cái thầy đứng trước lớp luôn. Thôi, hay là người ta đang cuộc đời đối nhau nhiều hơn. Nhưng mà cái khoảng mà học kỳ 2 nha, là tại vì ôn thi nhiều á, xong nó cũng hay đi trễ nhiều á. Xong cái thầy giám thị lần này nha, nốt lần này nha. Xong hôm trước em về trường nhận bằng tốt nghiệp, thầy hỏi em là dạo này còn đi trễ không con? Còn cái đi làm ơi, trễ đi làm luôn. Dạ thầy, vẫn còn phát huy hơn nữa là con đi làm trễ. Rồi ta bảo chứ. Nói chung là thời cấp 3 có nhiều cái cũng buồn cười lắm. Hóa ra là mình biết là cái đoạn đi trễ này là nó phát huy từ ngày cấp 3 rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới đi trễ mọi người. Nhưng mà phát huy như vậy khắc phục rồi, bây giờ là phục rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chị còn một cái nữa là một cái mà học sinh, nếu mà học sinh mà học không có giỏi cho lắm thì sẽ không thích điều này. Là việc kiểm tra bài cũ. Đúng rồi. Mỗi lần mà cô dở sổ ra mà cô đọc tên nha mọi người. Đọc tên à? Mà cô có rất là nhiều cách đọc tên. Có rất nhiều cách để đọc tên, ví dụ như là đây cô sẽ cho là bên trên một là ngày mấy tháng mấy, hai là cái kiểu như là đầu, giữa và cuối. Tên mình thì nó lại ở, nó vẫn là đầu xếp đầu. Ở cái hàng đầu chứ nó chưa phải giữa cũng chưa phải cuối. Thế mà mỗi lần ví dụ cô nói giữa hoặc cuối là trời ơi, thập hào nhẹ nhõm. Nhưng mà chỉ cần cô đọc đầu một cái thôi là ngồi bên dưới như này. Cái kiểu gì cũng dính này à. Mà lạ một điều nha. Ngồi dưới. Không, chắc là cô gọi mình đâu. Chắc chắn hôm nay cô gọi mình. Đoàn Thu à. Thôi, ta nói. Có một cái điều mà tâm linh, mà rất tâm linh nha. Hà càng nói là càng bị dính nha. Đúng rồi. Mình càng suy mình nghĩ. Giống em với bạn em, người ta nói chứ. Nhỏ bạn em nó ngồi. Ê mày, có cảm giác hôm nay tao bị gọi lên trả bài. Xong rồi em nói là không, mày đừng có nghĩ, mày nghĩ là mày bị dính nó. Xong rồi đúng y nó bị dính. Thôi thôi chứ, hồi đó em đi học á, mấy cái môn khác thì kiểu gọi theo ngày tháng nè, rồi gọi theo giữa trên như của chị á. Riêng môn thầy chủ nhiệm em lớp 12 một tiếng Anh, thầy lúc nào cũng chơi một cái trò đó là cộng ngày tháng lại. Hôm đó mà đứa nào mà cộng ngày lại mà thấy số mình là hiểu rồi. Xong rồi còn kêu cái đứa đầu tiên lên gọi cái đứa sau này, còn tự giết nhau rồi. Gọi đại một số á, dính đứa nào được đó trả bài, cái này là giết nhau rồi. Mà nghĩ sao ngồi ngay có mình thôi, chứ có người ta mình đâu nhớ. Không, nhiều lúc ý là cộng nhiều nữa nha. Nhiều lúc mà kiểu như là cứ thầy cô cứ dở sổ ra xong nhìn cái số này cho con mắt đầu xong rồi giờ đấy lúc mà tất cái tên của mình, vấn đề là mỗi lần mà gọi chị là toàn những cái quả mà hú hồn thôi, rõ ràng là đang thấy là chị thiết lập cái này cho nha, tôi nhớ lặp lại cái luôn đấy, đúng rồi bên mình luôn cái quả đó thôi luôn á, là mình đã nghĩ mình thoát tuổi thiết lập là mình thoát tuổi cuối cùng, lại lặp lại trong đầu như đọc đúng cái đó tụi em học khóa á, cái năm 12 học cô người kiểu có tiếng là khó khăn ở trong trường nha, mặc dù cô dạy hay. Cô chỉ cần ngồi rà tên nè, là cái lúc mà cô cầm cây bút á, cô rà tên vậy nè, là nguyên lớp vậy nè, kiểu ngó lên mấy đứa đầu tiên thấy qua số mình là bắt đầu ngồi xuống, mấy đứa vừa qua xong lật lại gọi mấy đứa đầu tiên chơi với quả đó chết người. Thì đó đứa nào mà me là bị gọi à. Ủa ý là không những là những người học học không được á mới sợ, mà những người học giỏi cũng đúng rồi, những người sợ học giỏi người ta cũng sợ, tại đâu phải lúc nào ta cũng học bài đâu. Lúc nào cũng học bài à, mình phát hiện là có mấy bạn học giỏi cũng không chắc được là các bạn sẽ thuộc bài đâu mọi người, mà nó trớ trêu lắm chị. Cái bữa mà mình không học bài á thì bị gọi nha, trong đầu không có gì đúng luôn, rồi, đúng rồi. Re luôn là bị gọi. Còn bữa nào mà kiểu mình thuộc bài mình chắc chắn rồi, không mình ngồi đợi mình, có khi vô tay luôn rồi. Tại biết là mình thuộc bài rồi, bài có làm gì. Thôi bây giờ mình phải lia xem đứa nào chưa thuộc bài mình gọi, chứ tự nhiên gọi mấy đứa thuộc bài làm gì. Xem lớp này kiểm tra xem cái độ xác suất lớp này như nào. Ta nói chứ. À,
tụi em bị ghi sổ đầu bài có. Trời ơi, ta nói chứ. Ê, đi học mà không bị ngồi sổ đầu bài là một cái là ai cũng bị ghi, là một cái kiểu như là không có tuổi thơ. Nhưng mà của bọn chị á đã ghi sổ đầu bài rồi, sang đến đầu tuần sáng thứ hai còn đứng trước cờ đó em. Tụi em tự nhiên đang bị mang mà ngồi toàn trường. Em hiểu cái cảm giác mà ngồi toàn trường đủ 3 khối không, xong rồi đứng chào cờ, xong đến nào mà bị lỗi xong đứng lên, trời ai cũng biết luôn. Ai cũng biết luôn hết. Trời, ta nói chứ kiểu là xong mỗi lần mà đứng lên là nó nguyên một cái mác à ngồi sổ đầu bài, nguyên một cái mác trên đấy là nó kiểu người ta quá thân thuộc. Nhỏ này đứng dưới cờ nè. Đúng rồi. Tông nào cũng đứng luôn. Tông nào cũng đứng luôn. Mà vấn đề là nha, chị không mắc cái lỗi gì hết nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có một cái lỗi rất vớ vẩn. Và cái lỗi đó là rất dễ bị đứng dưới cờ. Cầm cái lược đưa cho bạn. Cầm cái lược đưa cho bạn nha. Đứa trên nó chuyển xuống dưới. Nhưng mà mình là cầm. Không em, Hà làm việc riêng nhưng giờ học đã tốt. Cầm lược, cầm son, đưa cho bạn. Hà trang điểm trong lớp. Hay luôn. Cái này là cố gắng tốt mà mình. Ôi, cố gắng một tuần. Cố gắng một tuần rồi. Ôi thôi, hôm nay cuối tuần rồi, chắc là mình sẽ không có cái gì xảy ra đâu. Mình cảm biết không, chị không dám nói chuyện, không dám ho he luôn á. Kêu đến lúc gần cuối giờ thế chúng nó, ê mày đưa cho ta đi, đưa này xuống kia cho ta. Vừa đưa cái Hà, làm gì đấy, sao cầm lược với cầm, à cầm gương với cầm son. Trời đất ơi, mình ghi sổ bài luôn. Đúng rồi, trong lớp phải có một người giống mày nào làm gì là mấy thầy cô cũng nhìn thẳng vô mặt. Đúng rồi. Giờ cái đứa, ví dụ như em học giỏi đi, em nói kiểu gì nói không ai quan tâm á. Đúng. Mà cái kiểu như giống như chị Hà đang ngồi bình thường nhúc nhích một cái là nhìn Hà mặt. Là bị kêu liền luôn. Lớp em nhiều lắm mà con trai không mà. Ngày xưa đi học á, có một cái cô đó là phụ thầy giám thị thôi. Tại vì trường em tới 36 lớp lận à. Một khóa tới 12 lớp. Xong cái tại trường quy định là đâu được đánh son đâu. Nhưng mà có mấy bạn kiểu đánh nhẹ thì không sao, đánh nhẹ cho mặt nó không tái, nhưng sao mà kiểu đánh đậm như mình. Bây giờ mình ra đường rồi mình đánh đậm á. Xong cái bữa đó là nguyên đám gã đang đứng ở trước cửa lớp. Thì cô đi ngang qua thì cô nói tụi bay chết với tao. Cái đèn cửa ở trước lớp hiểu không? Kéo, cô kéo tụi nó lại. Cô lấy cái đèn cửa, con chùi xong tụi nó như này mà chùi mà nguyên một cái khối buông lại nhìn luôn á. Mà nguyên cái khối, một khối biết là nguyên trường biết luôn. Là hôm sau tụi nó cũng bị nêu tên trên sân cờ luôn. Là nguyên trường biết cái cảnh mà tụi nó bị chùi son bằng cái thằng của cô á. Nói chung là cô đó bà sát thủ tới nỗi mà bà đi tới đâu là cái tụi mà đánh son là chui trốn. Cái cỡ đó đi học ngày xưa có mấy pha thầy cô vui lắm. Đúng là ai kiểu, cũng có những thầy rồi. Cô dạy, cũng có bạn bè dạy. Kiểu thầy cô không thể nói là thầy cô tốt hay xấu được. Mà đúng là rồi. Tại vì lúc ấy là kiểu như là mình tạo cho người ta một cái cảm giác là mình không có chịu lắng nghe, không có chịu ấy thì dĩ nhiên là kiểu người ta sẽ ghét thôi. Đúng rồi. Cái việc mà khi mà bị ghét thì nói chung là không ai muốn cả. Nhưng mà kiểu như là lúc mình tạo cho người ta một cái ấn tượng xấu nên là người ta ghét. Thế là sẽ không, nhưng cũng có nhiều người hay dùng cái từ là bị thầy giáo, bị thầy đầy. Cô trù đĩa là kiểu như mình làm gì cái đây nó là bị đầy kia bị trù trời đó. Mệt ghê, mệt ghê, cứ cái trù với mà nói chung là đi học ngày xưa có mấy thầy cô hơi la cái kiểu hay la mình á, nhưng mà không nhưng mà cái lúc mà ra tiết á là vui lắm. Kiểu, đúng kiểu, rồi kiểu ra ta tại người ta la như vậy như là, kiểu như là tại sao lúc mà mình nghỉ quá thì trong lòng mình cảm thấy khó chịu lắm. Nên là khó chịu lắm, nhưng mà đến khi mà cái hành động mà khi mà người ta làm lại cho mình là mình mới biết được là người ta cũng không hề ghét mình đâu, mà chỉ đang muốn mình tốt hơn thôi. Quát thì quát, chị để ý là cô chủ nhiệm chị quát chị nhiều đó. Lần nào cũng một câu quan tâm, lần nào cũng một câu là tôi không hiểu tại sao mà 30 năm học tôi năm nào cũng nói câu đó. Năm nào cũng nói một cái câu đó. 30 năm tôi dạy học mà tôi chưa thấy một cô cán bộ lớp nào như cô luôn. Những câu kinh điển của thầy cô giáo. Hôm nào Ohio mình phải làm mấy... cái lớp ở cái chợ. Hôm nào Ohio mình phải làm một cái vlog đó mới được. Những câu nói kinh điển của thầy cô giáo. Thế nhưng mà nói vậy thôi chứ cuối năm điểm cô vẫn xét cho chị. Đúng rồi. Mình học dở, mình lười cỡ nào đó cuối năm thầy cô cũng phải gán kéo kéo cho mình giống lên như... lớp được là mình. Giống như thầy chủ nhiệm năm 12 của em á, là kiểu thầy khó, xong cái tại vì cái tụi nó không thích á, tại cái cách của thầy làm việc khó, cái gì phải theo cái khuôn khổ rồi á, xong cái tụi nó ghét thầy. Xong rồi lúc đầu đòi đổi giáo viên, nhưng mà sau được một thời gian á, tụi nó cảm thấy là thật sự là nhờ có thầy mà lớp mới vô khuôn khổ trở lại. Cái gì cái đó kiểu lớp em là tập hợp những phần học giỏi nhưng quậy. Học giỏi nhưng mà quậy, không chịu học quậy là nó trả treo. Nhờ có thầy nha mà lớp em kiểu học cực, học đi lên kiểu lên cái gì làm cũng tốt á. Xong rồi thầy gắt
giác kiểm tra là con rồi bay qua cũng không được với thầy á. Nhưng mà xong cái tới ngày mà chuẩn bị đi thi tốt nghiệp á, thầy dặn đủ thứ hết trơn. Xong thầy nói là nếu mà tôi người ghét phòng mấy em á thì tôi sẽ kiểu thoải mái hơn chút xíu. Tại vì á, khi học ở trường nó sẽ khác, mà đi thi tốt nghiệp á thì thầy cô giáo nó cũng không muốn học sinh của mình đạt tốt nghiệp á. Xong rồi sau này ra trường mà nhiều khi nhớ lại mới cảm thấy là thương thầy, biết ơn thầy á. Nói đến đoạn thi thi thế có ai ở trong đây có bài giờ? Có bài hả? Học sinh đi học mà không có. Những đứa học giỏi thì nó còn có, mà nó chỉ là mình. Nhưng mà các em có những cái cách thì có bài kể nghe, kể nghe coi. Ngày xưa hả? Nhưng mà cái môn mà kiểu nếu mà kiểu nó nhiều nội dung để ôn quá mà ôn không hết nha, thì sẽ một là chụp trong điện thoại. Sau đó là giấu, một là nhét ở dưới đít, hai là mặc áo dài á, đắp cái tà áo dài lên. Còn ba là hôm đó giả bộ bị ốm, mặc cái hoodie hay cái sweater á, xong rồi nhét vô cái tay áo nè, thầy cô đi đưa ra xong đi vô đó. Không thì mấy bạn em thì photo nhỏ, còn không thì chơi để học bàn á, xong bật ra kéo ra nhìn đút vô rồi. Nhiều lắm rồi. Còn gì đó em rồi em coi lộ liễu lắm, kiểu như là kiểu mình học giỏi mà mình là trong mắt thầy cô mình là rất là ngoan hiền. Nên lúc nào á, ví dụ mình lỡ bữa đó không học bài á thì lật tập, tại mình đâu có chuẩn bị trước đâu, mình lật tập lật để hay nè. Mà bữa đó mắc cười lắm, em kiểm tra em tiết môn lịch sử mà em ngồi bàn đầu á, là cái bàn mà dính với cô luôn á, là em vừa ngồi nói chuyện với cô vừa lật tập chép bài. Đỉnh vậy, trời ơi đỉnh cao một sự chép bài. Ông nhìn ngày xưa còn ghi lên bàn nữa chị, ghi lên bàn nữa, tại vì nó làm cho cô đừng có kiểu chú ý mình á. Mà tại vì mình nói chuyện thì mình nhìn cô, nhưng mà cái tay mình lật cái dưới đây nè, cái mình lật xong là mình nhìn xuống này, mình là cái lúc mà cô nhìn xuống là cô thấy mình đang cúi xuống này, coi như là đang chép bài rồi, đang ghi bài thôi. Đỉnh cao đó. Nhưng mà nhớ là phải lật một nhưng tiếp, mà một tiếp. Nhưng mà kiểu như là ở trong đây có những cái bài đấy thì ở ngoài, còn ở ngoài kia thì cũng nhiều lắm. Nhưng mà chị đã từng copy bài kiểu này này, là chị viết vào một tờ giấy á, xong chị dán cái băng dính lên. Chị dán hết băng dính một mặt thôi nhá, không phải băng dính hai mặt đâu, dán đầy, dán đủ hết. Xong rồi là chị chỉ viết để cho đủ một cái mặt băng dính đó, chỉ là như này thôi. Xong có nghĩa là nó chỉ một dây tầm đoạn dài như này thôi. Xong rồi sau khi chị viết xong, chị dính cái băng dính rồi chị vứt xuống nước. Xong rồi chị tẩy hết cái giấy đi á, thì cái chữ nó in vô cái băng dính rồi, bao keo rồi, họ dính thế nào đến vậy. Xong chị cứ để cái này thôi, không ai để ý hết á. Xong rồi hồi đó kiểu em còn trời ơi kiểu thầy luôn, em vẫn chưa định hình ra đúng không? Thầy có thể thầy luôn cái sao giỡn nhớ mấy bài phải suy nghĩ bài này em ôi thế thì cũng đỉnh mà, trời ơi nghĩ đấy ai nghĩ đâu. Hiện tại ôi thật mà, chị ngồi chị nghĩ đấy, xong cuối cùng cả khối chị bắt chước làm thế luôn. Rồi cái bị bắt rồi hay là chị cũng bị bắt? Ngày xưa mấy chị có cái kiểu mà lớp này kiểm tra xong rồi ghi đáp án là truyền cho lớp khác không? Có không trời, có cái chiêu đó. Xong rồi thầy cô biết, sau này thầy cô biết đổi đề mỗi lớp mỗi khác, mà mỗi lớp xong rồi không một lớp còn mấy đề, một lớp còn ý là ngoài đấy thì một lớp thì cũng được khoảng tầm 8 đề đi. Đúng rồi, trời ơi ta nói chứ thôi còn hôm nào mà kiểu mà lớp mà làm chung nguyên đề hay là hai đứa cùng nhưng mà chị nói vậy luôn nha, nhưng chính ra là chị học không có giỏi, nhưng mà ít nhất là chị biết được là ở cái nào chép của cái nào. Trời ơi biết lựa, có nhiều người hay chép ở đâu chép. Trời đất ơi không, em biết lựa. Bên cạnh chị là dĩ nhiên chị và bên cạnh chị là hai cái đề khác nhau à. Kể cả là cái đứa bên trên này nó cũng cháo hết của nhau đó. Bốn người gần nhau là đề khác. Thế nhưng mà chị cũng hỏi cái đứa, tại vì lúc đó chị nói chung là cũng kiểu như là dễ hỏi người á, dễ hỏi người này người kia á, chỉ cần chị hỏi cái trả lời chị liền à. Xong chị truyền lên cho bên trên nó làm cho chị. Trong kiểu như là tại vì đề khác mà nên chị mới phải ấy lên để cho truyền cho làm xuống cho chị. Xong chị làm nha, chị đang làm nha. Cái nào bên cạnh chị nó kêu ấy cái này hắn nào ấy. Mày nói chứ, ai biết được. Thế nhưng không em, chị đã nói không biết được rồi. Vậy tiếp tục chép bài chị luôn, chép rõ ràng kết quả là của chị nhưng đề nó khác mà vẫn chép. Rồi chép xong xong chị thấy đầy vở lên, chị bảo ủa sao nhìn kết quả giống tao ta. Tới nhà đề khác luôn. Này kiểu chắc luôn. Xong một kiểu ủa sao kết quả mày giống tao ta. Ủa thì tao chép của mày à? Ủa tao đề tao đề mày đâu giống nhau đâu. Ôi chính là thật ra là mình cũng vẫn biết được là mình phải chép cái gì á, còn kia là không để ý luôn. Ngày xưa là cái vụ mà đi học mà mình lo mình làm bài của mình á, mình tập trung xong những cái đứa khác nó hỏi là mình chưa kịp chỉ á, hoặc là mình kiểu gợi ý cho nó mà không có chỉ giải ra hết cho nó, chỉ là gợi ý cho nó để nó tự làm á. Mấy cấp 3 đó thì miệng tụi tao ghét lắm. Đây nè, đây là em chuyên gia luôn. Xong cái lên cái đầu hồi cấp 2, còn lên cấp 3 thì các bạn học rơ,
10 môn mà cái môn đó là thầy chỉ đảo câu thôi, đề giống hoàn toàn đảo thôi, xong rồi một bây giờ em mày chọn đi một rồi tao làm xong của tao xong tao chỉ cho mày, hay là tao làm chương tao đọc cho mày xong rồi hồi tao nhìn quay tao chép lại đó, xong qua lại gì đó nhanh lắm, lúc nào cũng mất 45 phút mà mới 15 phút đầu là xong, lúc nào cũng vậy hết. Rất là thể vui lắm, ý là muốn đi hỏi bài á thì ít nhất cũng phải là ráng mà nghe người ta đọc gì hoặc là biết là cái câu đó là câu gì. Có nhiều người phải đánh giỏi mà biết luôn hả, sao mày mình còn phải làm bài của mình nữa chứ, mình đi mình đọc bài mình bài. Còn bài thì giờ còn không thì em vô nói câu là mình đã làm xong rồi chị. Làm xong mình đọc hết một lần rồi đáng làm mình cứ hỏi quạo á. Nói chung là chùa vui thì nói chung là em biết tình hình quá, em biết thích nhất ở lúc đi học là gì không, mỗi ngày đến ví dụ 20/11 nè, những ngày lễ mà đi hát đi múa là chị thích lắm. Ôi em cũng thích rồi, đúng rồi chứ, ngày đó là điểm vui của trường nó vui. Rồi nhưng mà cứ đợi tới mấy ngày đó đi có học nghề thì hả. Thì điểm chung của tụi mình là giờ thì tụi mình cũng theo đuổi cái đam mê rồi. Thì hồi xưa thì đi hát ở trường ở huyện hay xã này kia thì đi học đi học chứ không hỏi ơ đợi đi hát đúng rồi, 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 không thiếu một năm nào, không thiếu một bất cứ một chương trình nào. Đúng rồi, từ cấp 1 không, từ mẫu giáo luôn nào. Từ mẫu giáo lên tới cấp 3 luôn. Giáo đã kể chuyện á, ba em gái, em ba cô gái. Kể chuyện bất hồn. Hồi đó hai gì nữa ta? Đó em trong chỗ em, ở chỗ em có cái cuộc thi kể chuyện bất hồn. Kể chuyện bất hồn. Trong bất hồn, kể chuyện bất hồn. Rồi bạn viên đội viên tốt gì á, thì cái nào cũng thấy. Nhưng mà chị có một điều chị thấy sao ta, có phải là tại vì già nên là kiểu chị nhớ giảm sút ấy. Chứ ngày trước chị thi kể chuyện luôn em. Ôi trời ơi, giờ em không nhớ cái gì đó xong rồi. Thế luôn, ngày xưa mà mẹ chị đưa chị đi kể chuyện á, đi thi kể chuyện á. Xong cô, có nghĩa là cái hôm trước khi mà đi thi á, lúc nào sẽ được vào nhà cô chủ nhiệm. Xong cô chủ nhiệm nấu mọi thứ cho ăn luôn, sướng lắm. Nói chung là thích cái gì là cô mua cho ăn xong là cô kể chuyện cho nghe. Ngày xưa đi cô bắt mình kể. Cô duyệt lại kiểu mình, ví dụ như mình đi làm thì mình cũng phải duyệt qua rồi. Xong rồi duyệt xong rồi đi thi xong rồi. Thế mà đến bây giờ sao không nhớ một cái gì ra? Rõ ràng ngày xưa chị nhớ tốt không mà ta. Sao đi thi cái chịu bác hồn cứ lựa mấy cái kiểu mà chiếc kiểu bác cho rồi chiếc gãy đa tròn nữa, cái lựa mấy câu chuyện đó. Cái gì fan đình phải thân mình cái lỗi trong ai đó. Trời ơi ta nói chứ, ngày xưa đi thi cái chuyện mà bây giờ nói cái gì cũng không nhớ luôn á. Sự thấp lắm. Đó nói chung là nói chuyện đi học vui lắm, kỷ niệm tất cả mọi thứ thì có chuyện vui cũng có chuyện buồn. Nhưng mà cái điều buồn nhất của chị là lúc mà chia tay lớp á. Tại không cũng có những người là nói chung là lúc đấy thì ai cũng hầu như con gái thì ai cũng sẽ khóc. Con trai thì ít hơn xíu thôi, nhưng con trai thì cũng có nha. Thật ra là người ta cũng nhưng buồn. Mà cái lúc mà khi mà mình kiểu như là trong thời gian học cấp 3 em có cảm thấy là mình học cấp 2 cấp 3 mình chỉ nhanh để muốn ra trường không? Đúng rồi. Nhưng đến lúc mà muốn đến lúc mà ra được trường, ra trường rồi, mà sắp ra rồi thì lại thấy buồn muốn nối quay tiếp lại, đúng không? Thì lại muốn quay lại. Mà nhất là chị vẫn hơi tiếc tại vì chị không được học với cô hóa của chị nữa. Tại vì nãy em chưa vô á là chị có kể với Mirai là chị có cô dạy hóa mà cô hiểu, ý là cô hiểu chị lắm. Nên là bất kỳ một cái lần nào một kiểm tra là cô chỉ mặc dù mọi người kiểm tra giấy chị cũng cầm tờ giấy đấy, thế nhưng mà chị không cần làm mà cô chỉ kiểm tra bài viết bài kiểu như là cái lần trước, cái bài lần trước mà cô ghi cái gì ấy là chị có ghi đủ không là cô cho chị điểm không? Chứ cô không có bắt chị. Cô thương chị Hà lắm, mà chị Hà muốn học với cô hoài. Đúng rồi. Nhưng mà kiểu như là ý là 2011 thì mấy năm nay thì kiểu cũng về xa này. Nên là không có về. Em cũng vậy. Nói chung hồi cấp 3 đi học á, cấp 2 thì thầy cô nào cũng thương, cấp 3 cũng vậy đi học, nói chung cũng được thầy cô thương tại mình kiểu năng nổ, nhiệt tình á, cái gì mình bên đoàn đội mình cũng làm hết trơn à. Xong cái được thầy cô thương, rồi được cái thầy chủ nhiệm lớp 12 của em cũng thương và nhiệt tình của em á. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa, xong rồi động viên, tạo điều kiện cho tất cả mọi đứa. Mà mấy năm nay không về được, cũng thấy buồn. Chạy truyền thống của trường, rồi khai giảng, rồi 2011 không về được á. Cũng hơi tiếc. Nói chung là thời học sinh hay là sinh viên thì nó cũng chỉ khác nhau ở một chỗ là sinh viên thì kiểu sẽ đỡ phải nghĩ về chuyện học hành nhiều hơn á, tại vì thời gian chơi nhiều hơn thời gian học. Nhưng mà chơi nhiều quá đúng rồi. Không. Cái cục ghê ý là kiểu như là học sinh viên thì kiểu chỉ có cần chăm thôi á. Ý là mình cái điểm mà chuyên cần của mình á là mình đi học đủ. Rồi là vừa học vừa chơi được nhưng mà nó là đấy lúc giác. Đúng rồi. Chứ nó không phải là đơn phải lúc kiểu nào mình phải như là ngày học cấp 3 nữa. Thế nhưng mà ở cấp nào thì cấp, nhưng mà cấp nào thì cũng có cái niềm vui. Mình nghĩ là vui sẽ nhiều hơn buồn, tại buồn là chỉ có mỗi cái lúc mà mình chia tay thôi. Chứ còn nghĩ lại tất cả những cái chuyện mà đã xảy ra thì nó là chuyện vui. Đúng rồi. Tại vì nó là một cái kỷ niệm mà kiểu như là cả đời này mình không quên á.
Tại vì cái đấy, cái năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó chỉ để dạy mình về đạo đức thôi. Còn đến ngày mà khi mà mình học lên đại học rồi ấy, mình ra đời rồi ấy, thì lúc đấy là nó mới dạy mình cách sống mấy ngày kia. Chứ kia là cô, đấy là cái câu mà chị nhớ nhất ở cô hóa của chị đó. Là cô kêu là học khi các em đang học cấp 1, cấp 2, cấp 3 là chỉ đang dạy các em về đạo đức thôi, đức và kiến là thôi. kiểu mấy cái cơ bản thôi. Nhưng đến khi mà các em thực hành á, là khi mà các em phải ra đời, bắt đầu cái khi mà các em học đại học á, nó chỉ là một cái bước đầu của cái đường đời của em thôi. Sau này các em đi làm nữa thì các em sẽ trải nghiệm nhiều hơn. Còn bây giờ chỉ là để dạy đạo đức cho các em thôi. Đó. Thì đấy là cô mà chị nhớ nhất của cô dạy hóa luôn nha mọi người. Không phải dạy giáo dục công dân nha, mà dạy hóa. Nên là mình cũng mong là tất cả các em, các bé mà đang chuẩn bị vào cấp 3 này, vào cấp 2 này hay là vào đại học thì cũng sẽ cùng nhau, cùng tất cả các bạn ở trong cái lớp mà mình sẽ đi học á, trải nghiệm tất cả những cái kỷ niệm, đúng không ạ? Cảm xúc vui buồn rồi là tất cả mọi thứ, gọi là cái kỷ niệm, cái trải nghiệm, cái thanh xuân đúng rồi, gọi là thanh xuân để trải nghiệm hết những cái thanh xuân. Tại vì thật ra đây là những cái kỷ niệm của ba chị em mình thôi, chia sẻ cho mọi người thôi, những cái gì mà bọn mình đã từng trải qua. Thật ra thì nếu mà kể thì không thể kể hết được. Nhưng mà đã vắn tóm lại, tóm gọn lại để cho mọi người biết là lúc mà cái thời mà mình được đi học á, là cái thời mà mình đã có những cái cảm xúc, đúng rồi, cảm xúc mà gọi là từ bồng bột có này, xong rồi đến khi mà đi học xong đại học chẳng hạn, học xong đại học thì sẽ trưởng thành hơn một xíu đó. Thì mong là mọi người cũng sẽ có được cùng, một khoảng thời gian vui vẻ và trải nghiệm được cái tuổi thanh xuân của mình đó. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, hẹn gặp lại nữa hả? Thôi, chúc mọi người có một năm học mới thật vui vẻ đi. Rồi. Hai. Và chúc mọi người có một năm học. Chúc mọi người năm học mới vui vẻ. Năm học mới vui vẻ thôi. Hai. Và chúc mọi người có một năm học mới. Chúc mọi người năm học mới vui vẻ. Ôi giời. Quanh xóm nè. Hai. Và chúc mọi người năm học mới vui vẻ. Bye bye. Bye bye.